Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Đông Phong, sinh viên khóa 1 lớp FV Đại học Eric. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại và hướng dẫn các bạn cách để làm một cái trang web trên WordPress giống như trang thi tuyển phổ thông quốc gia này. Ok, thì đầu tiên như mình đã thấy thì trong web này đầu tiên mình sẽ nhìn thấy trên cùng đó là thanh menu của trang web. Tiếp theo đến là logo và banner. Tiếp theo đến là một cái slide to đùng của các bài viết này. Tiếp theo đó là các bài viết và trên đây có số liệu của trang Facebook, trang fanpage Facebook và trang YouTube. Chỗ này có một cái banner này. Và chỗ này có một đoạn video, banner và footer. Ok, như này thì đầu tiên thì mình sẽ làm một cái menu giống như này nhé. Đây, đây là trang mà mình đã tạo trên localhost rồi. Cái giao diện này nó có hơi khác một chút. Ok thì không sao cả, chúng ta vẫn sẽ vào bình thường. Ok, mình đã vào được giao diện của phần chỉnh sửa rồi. Thì nếu mà chúng ta muốn làm một cái menu thì mình sẽ vào lại. Đây, mình sẽ nhìn thấy một cái menu này. Và đây là cái menu của trang web thi trung học phổ thông quốc gia. Đầu tiên là để chúng ta làm được cái menu như vậy thì chúng ta cần phải vào phần cài đặt, phần chúng ta vào giao diện, chọn phần menu. Ok, thì để như các bạn thấy thì đây là một cái menu sẵn có của trang web này. Mình muốn tạo một cái menu mới tinh cho trang web thì mình sẽ chọn vào phần tạo menu mới. Ok, tên menu là menu tạo. Chọn hiển thị ở menu chính này, top menu header này. Ok, rồi xong rồi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái menu mà cái phần trường học này, đây là một liên kết tự tạo mà không có link. Tiếp theo cái này cũng là liên kết tự tạo khu vực miền Bắc, khu vực miền Trung, miền Nam. Đây là một bài viết, à đây cũng là liên kết tự tạo tại vì thầy giáo vẫn chưa thêm cái link nào cả. Ok, thì mình sẽ tạo cái này đầu tiên, phần trường học này mình sẽ thêm vào một cái liên kết tự tạo, mình để ở thăng trường học, thêm menu. Tiếp theo là trường trung học phổ thông, cũng là liên kết tự tạo. Thêm nhưng chúng mình thấy thì cái phần trường học này có cái có những phần nhỏ, đó là những phần này, đại học tư thục này, công lập, đại học doanh nghiệp. Thì phần trường học phổ thông quốc gia này thì mình sẽ cho nó cho vào một tab nhỏ hơn, tức là mình sẽ kéo sang một nấc thì khi đó nó sẽ nằm trong cái phần kia. Đây, như mình nhìn thấy chỗ này lại có một khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nó lại nhỏ hơn một nấc nữa, thì tức là mình sẽ kéo vào trong một tí nữa. Ok,
mình cho ngang hàng với phần miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tiếp theo là đại học tư thục. Đại học tư thục này mình cho ngang bằng với trường trung học phổ thông. Trong phần đại học tư thục thì có cũng có miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì miền Bắc này có một cái đại học hút. À thì đây là một gắn trang rồi này. Ok, mình sẽ cho cái link vào luôn. Miền Bắc bên trong. Cái này nó sẽ bên trong của đảo của miền Bắc. Cái miền Trung này sẽ nằm ngang hàng với miền Bắc này. Miền Nam này cũng vậy. Tiếp đến là đại học công lập. Ngang hàng với đại học tư thục. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Cái thu là một ô. Ba là ba doanh nghiệp. Năm cùng với nhau công lập nha. À, ở đây thì có khá là nhiều bài viết. Bởi vì đây là bài viết của trang thi học quốc gia nên là mình không thể có những bài viết đấy được. Thì mình sẽ thêm mấy bài viết có sẵn của trang web này. Mình sẽ thêm ở đây. Đào doanh nghiệp ở Việt Nam. Phần đại học doanh nghiệp ở Việt Nam này thì nó nằm ở phía đây, chắc là phần này đúng không? Ok, mình thử lưu lại. Rồi mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Tải lại trang này. À, mình chưa...
Chắc là mình phải thêm vài cái nữa nó mới hiện lên. Ok. Không sao, mình tiếp tục. Tiếp theo để mình sửa được cái menu này nó lên trong như này thì chúng ta sẽ vào chọn phần New Paper, chọn là Theme Panel. Sau đó chúng ta vào phần trong phần Header, chúng ta chọn ban đầu nó sẽ là header của giao diện cũ, và nếu là mình để như cũ thì nó sẽ như này. Đây, nó vẫn như này. Dù chúng ta có làm gì chăng nữa nó vẫn như thế. Nhưng khi mình có header mình chọn No Tempo và chọn thì nó sẽ hiện ra một cái bảng, nó hiện các dạng menu cho chúng ta sử dụng. Đây mình chọn style 2, xếp lại. Đó, nó đã về như bình thường rồi. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chỉnh sửa menu tiếp. Đấy, trường hợp phổ thông quốc gia mình xử lý xong rồi. Tiếp theo là tài liệu luyện thi. Ok. Mình sẽ để ngang hàng với cả thi hoặc thi thử trung học thông gia, bởi vì nó cùng nằm trên cái menu thanh to đùng này đầu tiên. Tài liệu giảng dạy thì thầy đang chưa để gì cả. Mình sẽ để link tự tạo. Theo thì hồi ra các này đều có link hết, mình sẽ cho là bài viết.
cho thủ là một ô. Nào đến bài viết. Hai ba bốn năm chín môn thôi, mình để 7 môn cũng được, không sao. Nó phải đổi tên. Ok, lưu lại xem. Ok. Tiếp theo mình sẽ làm nốt cái mấy cái tác này. Sinh viên bài viết ba bài viết nhé. Còn 2 tab nữa là tin tức và giải trí thôi. Trong phần tin tức là 2 bài viết. Còn giải trí không có gì cả. Ok.
Xong rồi, mình đã làm xong cái menu này. Ok. Rồi. Phần tiếp theo mình sẽ làm đó là đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Trên đây và trên đây là có một cái logo và một banner. Thì tiếp theo mình sẽ làm như thế nào? Về phần banner và logo đấy thì chúng ta sẽ phải vào menu paper, chọn theme panel. Đó, ok. Nhớ thu này này. Mình sẽ nhìn lên menu logo và file icon này. Đây, phần này. Logo upload, mình sẽ upload cái logo đấy lên. Mình đã tải sẵn rồi, mình sẽ không phải tải nữa. Đây, logo đây. Đó, chính nó. Ok. Vì con thì kệ okay, để sau đi. Xếp. Quay lại. Xem. Đấy. Nó hiện lên cái logo rồi. Ok, tiếp theo. Phải bật banner. Banner thì mình sẽ chọn trong phần app. App này. Mình chọn header app này. Đây. Thì trong này nó có một cái nhá. Một đoạn code. Chúng ta có thể nhìn thấy sau cái dấu ngoặc kép là một link của cái ảnh. Chúng ta cần một điều đó là chúng ta cần phải tải ảnh lên trước, mình sẽ vào phần header. Mình upload bất kỳ một ảnh lên. Khi mình upload xong mình sẽ sao chép URL và bộ nhớ tạm. Mình quay lại app. Mình xóa cái link này đi. Paste cái link vừa tải lên vậy vào và save. Ok. Đó, nó sẽ ra như này. Ok ngay. Khi chúng ta ấn vào logo nó sẽ ra trang chủ. Ok, tiếp tục. Đây có một cái slide. Để làm được cái này thì tiếp theo mình sẽ vào trang chủ. Mình sẽ chọn phần Edit with Tactip Composer. Đây là một cái plugin để cho chúng ta có thể chỉnh sửa được những cái khối di động như vậy. Ok. Thì đầu tiên mình thấy phần này nó hơi vướng. Vậy mình xóa luôn vậy. Ok, xóa luôn. Ok, đã xóa. Sau đó mình add element này. Add một cái tệp, một cái tìm kiếm slide nhé. Đây. Mình cho nó vào. Ok. Chết đi này, mình xóa nốt. Đấy, nó lên này rồi. Thử nhé, chúng ta thử nhé, xếp lại nhé. Đây, nó đã lên một cái slide rất là hay ho. Và sau đó những bài viết tiếp theo. Ok. À, nhưng đây các bạn có thể nhìn thấy cái chữ này khá nhỏ. Và theme menu này nó vừa rất là vừa vặn. Và cái theme menu của mình nó to đùng này. Mình sẽ làm một cách, đó là mình chọn vào phần theme phông, header, top menu, trong phần main menu nhé, main menu không phải top đâu. Đây, cái này này. Chọn size, mình sẽ chọn size khoảng 12. Mình sẽ thử xem, mình tại vì mình cũng không biết rõ lắm. 12. Ok, 12 là rất vừa vừa, vừa tầm. Nó rất là vừa. Rồi, như vậy là ok rồi. Còn điểm nào không? Theo là mấy cái chữ tiếng Việt này.
và thêm một cái phần menu video nữa. Rồi mình sửa một chút. Ở đây các bạn có thể tiếng Anh đúng không? Không sao cả. Mình chọn phần team phông trong phần new paper nha. À team, ở team translation, quên, mình sẽ chọn translation. Trong phần load and unavailable translation, chọn Vietnamese. Đây, nó đã chuyển hết sang tiếng Việt cho mình luôn rồi. Quá ok luôn, quá được luôn. Xem. Rồi, sang trang của mình xem như nào ạ. Ồ, có một vài phần nó không sang tiếng Việt. Khoan, mình đã lưu chưa? Xếp rồi. Viết tiêu liệu đây. Nó vẫn chưa được. Ồ. Tại sao nhỉ? Có thể do lỗi của cái giao diện này rồi. Phần này thì mình lại không biết sửa. Hơi buồn. Ok, không sao rồi. À, tiếp theo là mình nhìn thấy một cái banner ở đây. Và đây, cái banner đây. Mình sẽ làm như nào cho thành cái banner như này. Thì mình sẽ tải một cái trong phần add. Mình size bar add. Mình cũng làm y xì như vậy. Mình sẽ tải lên hình trước. Upload. Tải lên. Sao chép. Sao ta. Add. Size bar add. Công nguyên liền linh và các chân V. Xếp. Đây. Mình đã thay được cái banner. Đây là một thanh video. Ok, mình sẽ sang đây. Mình sẽ add một cái element. Mình sẽ tìm ra chỗ nào là video nhé. YouTube playlist. Mình sẽ cho nó xuống đây. Xếp ạ. Rồi, trở ra. Đây. Nó hiện một cái thành phần. Nhưng mà chúng nó bảo chúng ta là cần phải thêm API key vào. Chúng ta phải làm như nào?
Theme Panel, Social Network, Theme Panel này, Social Network này, trong phần YouTube. Cuối cùng là phần footer. Ok, footer. Cái mình để sau nhé. Footer. Footer thì chúng ta cũng vào footer trong phần theme panel thôi. Chúng ta chọn no template. Chọn vào style 3, style 2. Và chọn style 2. Trong phần footer logo, footer info content. Phần footer logo chính là cái logo này. Upload lên. Chọn nhầm. Upload lại, quên. Đây cái này cơ. Ok, xếp lại. Ok, nó đã thành công. Rồi, sau đó tiếp theo. Đó là cái đoạn chữ này. Làm như nào? Đây, chữ đấy thì nó nằm ở phần footer text. Ok. Tiếp theo là footer menu này thì mình sẽ chọn vào phần footer mình phải vào phần giao diện menu.
Tiếp theo mình vào lại theme panel, footer. Đây, footer menu. Mình sẽ chọn demo footer. Copyright text. Thì mình lưu lại, quay trở lại nhìn. Ok, bởi vì cái dòng chữ này nó hơi dài nên nó sẽ chèn vào cái này, nó sẽ nên nó sẽ tạo ra hai dòng. Mình sẽ ok, nhìn nó đẹp hơn rồi. Đây, xem phổ biến. Ok, thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn xong các bạn về các phần làm như là chúng ta có thể làm giống được như cái trang này. Thì mình đã làm được 90% rồi đấy. Còn một số lỗi mình chưa sửa được, ví dụ như tiếng Anh thay vì tiếng Việt thì mình chưa sửa được. Thì mình sẽ bổ sung các bạn ở những video tiếp theo. Đó là các bạn đã xem hết video này. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Xin chào.